tội phạm trốn ra nước ngoài né tử hình, Bộ Công an Việt Nam đề xuất luật dẫn độ. Bộ Công an đề xuất các nội dung như bổ sung quy định về dẫn độ đơn giản, bắt khẩn cấp để dẫn độ và cam kết không áp dụng hình phạt tử hình hoặc tuyên phạt tử hình nhưng không thi hành hình phạt tử hình. Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định đề nghị xây dựng luật dẫn độ. Theo tờ trình của Bộ Công an, Việt Nam cần xây dựng luật dẫn độ dựa trên cơ sở luật tương trợ tư pháp năm 2007. Báo Điện tử Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 10 cho biết, theo Bộ Công an, xu thế chung của các quốc gia trên thế giới hiện nay là xây dựng riêng luật dẫn độ để thuận lợi cho việc áp dụng. Một số quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ đều đã xây dựng và ban hành luật riêng về dẫn độ. Liên Hợp Quốc cũng đã thông qua luật mẫu về dẫn độ năm 2004 để làm cơ sở cho các quốc gia tham khảo, xây dựng pháp luật trong nước. Ở cấp độ khu vực, ASEAN đã xây dựng hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và đang xây dựng hiệp định về dẫn độ. Do đó, đại diện Bộ Công an cho rằng, việc xây dựng luật dẫn độ sẽ góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động dẫn độ trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc ký kết các hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam với nước ngoài, tăng cường hài hòa hóa và giảm bớt xung đột pháp luật Việt Nam với nước ngoài trong lĩnh vực này. Bộ Công an đặt kỳ vọng và mong muốn điều này sẽ đảm bảo nội luật hóa và phù hợp hơn với các điều ước quốc tế có liên quan đến dẫn độ mà Việt Nam là thành viên. Trong tờ trình gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công an cho hay, pháp luật Việt Nam hiện có quy định hình phạt tử hình và không hạn chế việc dẫn độ đối với người có thể sẽ bị kết án tử hình. Tuy nhiên, một số hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và các nước có quy định chỉ xem xét yêu cầu dẫn độ nếu Việt Nam cam kết không áp dụng án tử hình hoặc tuyên tử hình, nhưng sẽ không thi hành hình phạt tử hình đối với người bị yêu cầu dẫn độ. Vì vậy, nếu không có cam kết về vấn đề này, việc dẫn độ sẽ bị từ chối. Một số quốc gia ở châu Âu không quy định hình phạt tử hình. Do đó, khi xử lý các yêu cầu dẫn độ, các quốc gia này đề nghị Việt Nam cam kết không tuyên phạt tử hình hoặc tuyên phạt nhưng không thi hành đối với người phạm tội. Từ đó, theo Bộ Công an, vấn đề cam kết không áp dụng án tử hình trong thực hiện tương trợ tư pháp hình sự là một vấn đề rất lớn, phức tạp, chưa được quy định trong luật tương trợ tư pháp. Nhiều tội phạm đặc biệt nghiêm trọng biết được việc các quốc gia có xu hướng yêu cầu cam kết không áp dụng hình phạt tử hình trong dẫn độ đã bỏ trốn đến các quốc gia này và hy vọng rằng nếu bị dẫn độ về Việt Nam thì sẽ không bị tử hình. Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định Chủ tịch nước là người có thẩm quyền quyết định việc đưa ra cam kết không áp dụng hình phạt tử hình hoặc tuyên phạt tử hình nhưng không thi hành hình phạt tử hình. Trong khi đó, nội dung bổ sung quy định về dẫn độ đơn giản, Bộ Công an cũng đề xuất trong trường hợp người bị yêu cầu dẫn độ đồng ý với việc ra lệnh dẫn độ, thì việc dẫn độ có thể được tiến hành kể cả khi các điều kiện về thủ tục chưa hoàn tất. Đối với nội dung bổ sung quy định về bắt khẩn cấp để dẫn độ, Bộ Công an kiến nghị trong trường hợp phía nước ngoài yêu cầu áp dụng biện pháp bắt khẩn cấp để dẫn độ, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có thể xem xét, quyết định theo từng trường hợp cụ thể, áp dụng biện pháp bắt khẩn cấp trước khi phía nước ngoài chuyển văn bản yêu cầu dẫn độ chính thức. Bộ Công an cho biết đã yêu cầu và xử lý 38 yêu cầu dẫn độ do cơ quan có thẩm quyền của phía nước ngoài gửi đến, đã lập và chuyển 68 hồ sơ yêu cầu dẫn độ đến cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Hai nhân vật bị truy nã quốc tế được chú ý là bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch công ty AIC. Danh sách truy nã quốc tế của Bộ Công an còn bao gồm các quan chức doanh nhân như các ông Phạm Văn Sáng, cựu Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai, Vũ Đình Duy, cựu Tổng Giám đốc công ty BVTEC, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường trong vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.